Xin chào mọi người, xin chào các bạn đã quay lại với kênh các món ăn ngon của mình. Hôm nay làm món gì ta? Mình sẽ làm cái món lòng bò, tức là phèo á, phèo non á, xào với lại cái chua thơm. Món này là một món nhậu nha, không những là một món ăn cơm mà là món nhậu nữa ha. Thì làm cái món này rất là đơn giản các bạn ha. Vậy các bạn hãy theo chân mình này xuống dưới bếp này để làm cái món này để chút nữa chúng ta nhậu chai bia. Okay. Rồi để mình làm cái món lòng bò phèo non đó các bạn, phèo non bò xào với lại cải chua và thơm ha. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn là lòng bò, phèo bò này mình mua phèo non ha. Xong rồi cái bắt đầu mình về á là mình sơ chế. Điều đầu tiên á các bạn nghe cho kỹ ha, các bạn đừng bấm qua đâu này. Là điều đầu tiên mình mua cái phèo bò này về á là mình phải luộc. Trong quá trình mình luộc mình bỏ một miếng muối, một miếng rượu trắng, một miếng gừng băm hoặc sắc lát cũng được, và một ít sả. Mình luộc sau khi mà luộc á nó chín ha, nó chín xong cái bắt đầu ở bên đây á mình chuẩn bị một cái thau nước lạnh hoặc là một thau nước đá. Rồi mình vớt cái phèo này á, mình bỏ liền qua bên đó để cho phèo này á nó không có mùi hôi mà nó lại có độ giòn ha các bạn ha. Rồi mình rửa sạch lại nước lạnh, sau đó rồi á mình xắt miếng vừa ăn như thế này, rồi mình rửa lại một lần nước lạnh nữa nha các bạn. Rồi ngoài cái phèo non ra thì bây giờ mình còn có các loại cải chua. Cải chua thì các bạn đi chợ các bạn mua, các bạn nhớ phải ăn thử một về rửa đi, rồi các bạn ăn thử một miếng nha, xem nó có mặn hay không và nó có bị chua quá hay không. Nếu mặn và chua quá thì chúng ta có thể ướp thêm một miếng đường, một miếng bột ngọt và ướp thêm miếng ớt. Rồi cắt miếng vừa ăn ra, sau đó là chúng ta mua thơm. Thơm thì ở đây mình cần nửa trái thôi, mình cắt miếng vừa ăn như thế này các bạn ha. Và rau niêm thì còn có cần tàu và hành lá, và ở đây thì mình cần có tỏi băm, hành băm, và ở đây thì cần có ít cà no, đường, ngọt, tiêu xay, đặc biệt là mình phải có nước mắm ngon và ớt cay. Ớt cay thì ở đây mình có một cái ớt sừng không cay nữa, thì cái ớt sừng này là nó không có cay nhưng mà nó có vị thơm và vị the rất là ngon, bỏ vô cái món ăn chúng ta nó rất là hấp dẫn. Rồi bây giờ mình tiến hành mình làm các bạn ha. Đầu tiên là mình xào cái lòng bò này nè các bạn ha, mình ướp cho mình xào cái lòng bò này luôn. Rồi các bạn, bây giờ mình đặt một cái chảo lên và mình cho một ít dầu ăn vô các bạn ha, và chờ dầu ăn nó sôi thì mình cho hết cái phần tỏi băm và hành băm vô, mình phi cho vàng nha các bạn, mình cho phi cho vàng luôn ha, nó vừa vàng nó bốc mùi thơm, thì mình sẽ đổ cái lòng bò vô, cái phèo bò vô. Rồi ở đây nó vàng nó thơm rồi, mình sẽ đổ hết cái phần này vô các bạn ha. Và ở đây chúng ta sẽ cho nước mắm, các bạn cho mình muỗng nước mắm ha. Rồi các bạn cho mình một hai muỗng cà phê cà no, các bạn cho mình muỗng cà phê bột ngọt, rồi các bạn cho mình muỗng cà phê tiêu. Rồi ở đây các bạn cho hai muỗng cà phê đường nha. Rồi bây giờ mình đã xào cho cái này nó săn lên ha, săn cho nó chín nè. Thì thực ra thì cái phèo non này các bạn mình đã luộc, mình luộc cho nó chín rồi ha. Bây giờ mình chỉ cần xào sơ là nó đủ chín rồi. Nếu như các bạn không luộc cái phèo này thì cái phèo này rất là dai, nó không có ngon đâu ha, với lại nó hôi nữa, cái phần bò chúng ta là nó rất là hôi, cho nên chúng ta phải sơ chế trước nha các bạn. Rồi sau khi chúng ta xào khoảng được chút xíu á, thì chúng ta sẽ bỏ phần thơm vô ha. Phần thơm này chúng ta cho nó vô trước để cho nó thấm gia vị, cho nó ra cái chất thơm cho nó ngon ha. Rồi sau cùng là chúng ta xào phần thơm này xong khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ cho phần cải chua vô. Thì cải chua thì chúng ta sẽ xào sơ khoảng 5 phút rồi ha các bạn ha. Chúng ta sẽ cho cái phần cải chua vô nha các bạn. Thơm chúng ta xào khoảng được 5 phút rồi, thì bây giờ tôm cũng héo rồi, chúng ta cho cái chua vô. Cái chua này là các bạn lưu ý là mình về mình phải ăn thử nha, coi nó có mặn hay không. Thứ nhất là cái mặn, hai nữa là nó có quá chua hay không. Nếu không thì chúng ta nên cho ướp tí xíu đường, tí xíu bột ngọt cho đây, để cho cái vị nó dịu lại ha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta xào khoảng 10 phút nữa cho cái chua này nó thật hoàn toàn chín nha. Xong rồi chúng ta nêm nếm lại là được xong. Các
Cái này mình xào khoảng 5 phút nữa ha. Rồi cái cà chua chúng ta chín nó héo lại nè. Bây giờ bắt đầu mình cho cái ớt sừng không cay vô. Ớt sừng không cay thì mình cắt như thế này. Đó. Rồi mình trộn lên khoảng 30 giây nữa ha, cho nó ớt thì nó vừa héo đi. Xong rồi mình bỏ cái phần tàu với lại hành lá vô ha các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nêm thêm một miếng cà no nữa. Tại vì cái phần cà chua chúng ta với lại cái kia nó hút mặn ha. Chúng ta chia thêm miếng xíu miếng mắm nữa thôi. Rồi, còn tiêu thì chúng ta rắc hết vô. Ở đây nếu mà mình có hành phi thì hồi mình trưng bày ra mình rắc trên nha các bạn. Rồi, mình tắt ra nha các bạn. Giờ mình trưng bày ra thôi. Xong rồi các bạn, mình xào món này mình đã hoàn thành rồi ha. Bây giờ mình trưng bày ra thì cái món này thì nó ăn với lại cái nước tương ớt ha, tương cay nè các bạn. Rồi bây giờ mình bạn thấy hấp dẫn không? Đây là một cái món lòng bò. Cái bò á, xào cái chua thơm. Thì món này là món ăn cơm cũng như là cái món nhậu rất là hấp dẫn. Rồi để làm cái món này thì các bạn cũng theo dõi mình từ đầu tới cuối rồi đúng không nè. Rất là dễ, rất là đơn giản. Bây giờ mình ăn thử miếng nha các bạn. Trước tiên thì chắc mình ăn thử miếng lòng bò ha. Miếng này ha, chấm thử miếng nước tương ha. Rất ngon nha các bạn. Lòng bò nó thơm mùi bò. Nhưng mà quá trình trước khi xào mình đã sơ chế qua là bằng cách là mình luộc bò. Mình luộc cái lòng này á, với gừng, với rượu và một miếng muối. Sau khi mình luộc xong mình trụng qua bằng nước đá thì làm cái do cho cái xèo này á, nó được giòn mà nó hoàn toàn nó không có mùi thơm, mùi hôi của bò, không hôi luôn nha các bạn. Rồi cho nên là sau đó thì mình sẽ cắt mỏng ra, mình giọt mình rửa lại thì cái phần đắng ở trong cái bò, có một số cái nó còn hơi đắng thì nó cũng không đắng nữa. Bây giờ nó rất là sạch sẽ, rất là thơm ngon, mà mình xào lại thì ăn rất là mềm, rất là ngon ha, rất là hấp dẫn. Cái này nhậu là hết thuốc luôn ha, trời ơi quá đã luôn á. Bây giờ mình ăn thử miếng cà chua nha các bạn. Cà chua rất là ngon. Bữa nay thực sự là rất là may mắn. May mắn là tại vì mình không có làm cái chua, mà cái chua này thì mình đi mua ngoài chợ. Mua ngoài chợ mà bữa nay là mua trúng cái loại cái chua ngon nè. Nó không có bị mặn nữa các bạn, không có bị quá chua. Cho nên bữa nay cái món của mình rất là thành công ha. Rất là ngon. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách để xào cái phèo non bò với thơm và cái chua. Rất là đơn giản nhưng mà đó là một bữa ăn cũng như là cái món nhậu ngon ngon ha. Các bạn thấy video clip này hay ý nghĩa thì hãy like, share và comment bên dưới nhắn tin cho mình ha, nếu mà có gì thắc mắc. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình có nhiều động lực hơn để phát triển ra nhiều cái video hay ý nghĩa hơn để chia sẻ với các bạn. Các bạn đăng ký kênh và hãy nhớ nhấn cái chuông bên phải các bạn để nhận được những cái thông báo, những video mới của mình ha. Chúc các bạn thành công, chúc các bạn ngon miệng. Nhớ mua thùng bia về nhậu nha.